Thì hôm trước thì chúng ta đang dừng lại cái việc là chúng ta đã tạo ra được một cái bảng để lưu trữ thông tin của lớp chúng ta. Đồng ý mọi người. Đấy, đây này. Thì đầu tiên tức là để vào được thì các bạn nhìn thấy là rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải mở cái công cụ là Excel Server Management Studio đúng không? Để chúng ta kết nối và sau đó thì chúng ta tạo ra database. Mà chúng ta sẽ tạo ra các bảng, đồng ý chưa? Để chúng ta thực hiện cái việc là chúng ta lưu trữ thông tin. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái việc là tại sao cái người ta lại cần cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu để làm gì và khái niệm của nó chính thống như nào. Thì đầu tiên tức là chúng ta có một khái niệm về cơ sở dữ liệu là tập dữ liệu có cấu trúc nha các bạn nhé, được lưu trữ trên máy tính, được nhiều người sử dụng và tổ chức theo mô hình. Đấy, thì đây là cái khái niệm chính thống chứ không hiểu theo kiểu tức là như chúng ta trước đấy chúng ta đang hiểu là hiểu nôm na là gì, nó là một kho để chúng ta chứa thông tin, đúng ý chưa? Thì ở đây nó là tập dữ liệu có cấu trúc, thì cái việc là tập dữ liệu có cấu trúc nó thể hiện qua cái những thông tin như này, tập dữ liệu có cấu trúc thì nó thể hiện qua yếu tố như sau. Thứ nhất là gì? Là thông tin trong cơ sở dữ liệu được biểu hiện dưới dạng bảng, đúng không? Hay là table. Đấy. Đồng ý chưa? Cái hôm trước chúng ta làm đấy là các bạn tạo ra một thay bảng, một table đấy, đúng không? Cái tiếp theo đấy là gì? Mỗi bảng sẽ bao gồm các dòng hay người ta gọi là row đúng không, và các cột và đi em ơi, các cột đúng không? Đấy, mỗi bảng sẽ bao gồm các dòng và các cột. Bên cạnh đó thì gì, mỗi cột sẽ có kiểu dữ liệu giống hoặc khác nhau tùy theo sử dụng. Đấy, lưu trữ của người dùng. Em hình dung không? Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa của cái tập dữ liệu và cấu trúc, nó thể hiện qua ba cái yếu tố như vậy. Đầu tiên, thứ nhất là thông tin được lưu trữ dưới dạng bảng, đúng không? Và mỗi bảng sẽ bao gồm các dòng và các cột. Và mỗi một cột thì sẽ gì? Có kiểu dữ liệu giống hoặc khác nhau tùy theo cái việc là mục đích sử dụng và lưu trữ của người dùng. Thì đấy là cái mà tại sao gọi là thể hiện có cấu trúc. Thì nhắc lại các bạn nhìn nhé, rõ ràng đây các bạn nhìn thấy là gì, cái thông tin của từng người đúng không các bạn, thông tin của từng người như là ở đây của Thùy, của Dương, rõ ràng là hai bạn này có thông tin khác nhau về số điện thoại, về tên, về quê quán, nhưng các bạn nhìn thấy nó cùng theo một cái format, cùng theo một style, đồng ý chưa? Style tức là gì? Style tức là bao gồm những cái thông tin là gì, mã sinh viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, điện thoại, email và địa chỉ, đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa. Và khi mà các bạn trở lại cái giao diện là thiết kế design này đúng không, thì đây là giao diện thiết kế, thì nhìn thấy là chúng ta sẽ định nghĩa ra và các cột này đúng không, cột mã này nó có kiểu dữ liệu là kiểu tra, kiểu n tra. Đấy, thì ở đây sẽ có một số cái thông tin mà các bạn cần chú ý như sau. Kiểu dữ liệu đấy, thì đây chúng ta sẽ gì, lưu trữ dạng chuỗi văn bản thuần túy thì có các kiểu, đó là gì, kiểu tra, kiểu va tra, kiểu text, có kiểu n tra, kiểu n va tra, text. Thì đây nó có cái các bạn cần chú ý như sau. Thứ nhất ở đây là gì, nó có kiểu là gì, kiểu tra, nếu mà ghi nhìn nhá, em nhìn nhá, là 10 thông tin, tức là nhà lưu thông tin tối đa là 10 ký tự đúng không, trường hợp nếu không đủ thì chèn khoảng trắng vào.
cho đủ người. Có hiểu ý không nhỉ? Tức là nếu trường hợp mà giả sử như là tối đa là 10 ký tự mà nó chỉ có, tức là tôi sẽ lưu thông tin là của tên là Thúy chẳng hạn, thì chỉ có 4 thôi đúng không? 4 thì tôi sẽ tự động chèn 6 khoảng trắng vào để cho đủ 10 ký tự. Ví dụ như vậy. Thì đấy là cái ý nghĩa. Cái thứ hai đấy là kiểu gì? Cũng cùng như vậy nhưng mà chúng ta dùng kiểu Vata là 10. Thì cái ý nghĩa của nó như sau, tức là lưu tối đa là 10 ký tự. Và có bao nhiêu lưu bấy nhiêu. Tức là tối đa là 10 ký tự, nhưng mà nếu tôi có 1, tôi lưu 1, không có không lưu. Có 10, lưu 10. 12, lưu 12. 12 lưu sao được, đúng không? Tối đa là 10 mà. Chú ý nhá, thì đấy là cái mà khi mà tức là dùng kiểu rượu này thì với dạng chuỗi thì nó chỉ rõ ra là số lượng. Và đây sau này khi mọi người test ấy thì các, sau khi mọi người quen rồi thì cái này sau này chúng ta cái gì? Dựa ở đây chúng ta thì kiểm tra max len đấy, đúng không? Kiểm tra cái độ lớn tối đa của trường rượu. Thì đấy là cái ý nghĩa với cái thông tin là gì? Cha và va cha. Và nếu mà một cái kiểu như là gì? N cha, N va cha, N tech thì cái ý N để có thể lưu trữ đặt Unicode hay tiếng Việt có giống. Ghi em mọi người có hiểu không? Đấy thì đấy là chú ý nhá. Còn cái thằng text hay là ntext nó thường sử dụng để lưu dạng, tức là dạng một văn bản nó rất nhiều thông tin, như một bài viết, một bài văn, nó vài trang giấy đấy. Đồng ý chưa? Khi các bạn xem một bài viết mà nó lưu thông tin là nội dung của bài viết ấy, đúng không? Thì cái đấy người ta mới dùng là gì? Dạng text và ntext. Thì cái kiểu mà tôi đang đề cập đấy, các bạn nhìn thấy là ở đây, ví dụ ở đây tôi sẽ tạo ra một cái trường ghi chú này. Thì em nhìn thấy chưa? Đây, nó có những kiểu gì, các bạn có thể chỉ cần sổ ra. Mọi nhìn chưa? Đấy. Bên cạnh đó thì nó sẽ có kiểu gọi là kiểu số. Kiểu số. Thì ý nghĩa của cái việc kiểu số này làm gì? Tức là gì? Thực hiện để lưu trữ thông tin dạng số và có thể tính toán khi cần. Tức là người ta khi lưu dạng số, người ta có thể tính là tổng tiền đúng không? Tính xem là gì, cái tuổi của ông, tức là năm sinh nhà thì tôi có thể thì trừ ra để tôi ra được cái số tuổi của ông, vân vân. Mọi đồng ý không? Đấy, thì khi đó thì người ta sẽ gì sử dụng kiểu in là số thực, số nguyên. Số nguyên tức là không lẻ đây, đúng không? Kiểu float là gì số thực. Đấy, hay kiểu đây cũng là số thực, đúng không? Đấy, một số cái kiểu mà các bạn nhìn thấy hay dùng, hay là kiểu big in thì vẫn là số nguyên lớn, tức là cái độ lớn nó sẽ lưu trữ được rất là nhiều, đúng không? Mà nó có một cái gọi là small in. Đấy, thì cái phạm vi nó vẫn là số nguyên nhưng mà gì, số nguyên nhỏ. Và nó có một cái kiểu là tin như này, tin đây này, kiểu tin. Thì cái kiểu này tức là nó sẽ tối đa nó lưu được số lượng, là tức là nó độ khoảng nó sẽ lưu được không quá 255, đồng ý không? Đấy, thì tùy theo mục đích mà các bạn có thể sử dụng những cái kiểu gì này nếu cần. Và nó có một cái kiểu gọi là kiểu ngày tháng. Kiểu ngày tháng thì đây nó sẽ phân ra, tức là kiểu date lưu thông tin ngày, đúng không? Và có kiểu date time, thế bao gồm là gì? Lưu thông tin ngày, giờ, đồng ý không? Và có kiểu time. Đấy, thì gì? Lưu thông tin giờ. Đấy, thì đây là những cái kiểu mà phổ dụng mà các bạn nên biết khi mà làm việc với database. Thì về cơ bản nếu mà sử dụng những cái kiểu này ok và anh nhìn thấy thì đã quét được gần như là đa số những cái kiểu trong SQL Server rồi, đồng ý chưa? Thì đấy là cái mà tôi vừa giải thích về cái việc là tập rượu cấu trúc cũng như là cái kiểu rượu nó. Mọi người hiểu không nhỉ?
Thì trở lại cái này bây giờ, tức là nếu mà bạn nào mà chưa ok thì sẽ thực hiện cái việc là nhập thông tin bổ sung thêm để ra được một danh sách cái lớp của chúng ta. Bạn nào xong rồi thì tạo cho tôi một bảng chuyên khoa, đúng không nhỉ? Ở đây tôi sẽ thông tin. Quê đâu ạ? Không, tôi ghi nhận để tí nữa, sẽ có demo đấy. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện cái việc là xong được cái thông tin của lớp mình đúng không mọi người? Thì sau này khi mà có nhiều thông tin sắp tới thì chúng ta có thể hoàn toàn cài đặt bằng cái việc là chúng ta lập trình đúng không? Sau khi mà chúng ta hiểu về cái việc là database rồi, chúng ta sẽ hướng dẫn lập trình để chúng ta có thể cài đặt để chúng ta có thể tương tác được với database này. Thì đấy là cái đầu tiên về cái thuật ngữ về cái thông tin là tập dựa cấu trúc nhá. Mọi người hiểu cái này rồi đúng không? Sang cái vấn đề tiếp theo nhé, là chúng ta sẽ có một khái niệm nữa là gì? Được lưu trữ trên máy tính. Thì đây là cái mà hiển nhiên rồi đúng không? Tức là khi các bạn tạo ra, tức là hôm trước là chúng ta, các bạn nhìn này, mọi người nhìn vào đây. Em ơi nhìn đây. Chuột phải này. So new database thì nó sẽ lưu vào đúng không mọi người? Thì vấn đề mọi người sẽ có đặt ra vấn đề là gì? Bây giờ nó lưu ở đâu không? Thì xin thưa là gì? Các bạn chuột phải ở đây. Nhìn nhá, chuột phải database này. Property, tức là thuộc tính của nó. Kích vào đi. Người làm đi. Tức là bây giờ chúng ta sẽ xem là gì, nó lưu trữ ở đâu. Thì chuột phải database và nhấn chọn property. Ok chưa? Sau đó thì khi vào nhấn property thì các bạn nhìn thấy là vào cái phần file này. Đó. Thì nếu nhìn đây thì nó, các bạn nhìn thấy là gì, khi tạo ra như thế nó sẽ sinh ra hai cái file. Thì nhìn này, đường dẫn em này. Mới nhìn thấy đường dẫn chưa? Nhìn cái path của nó chưa? Đó, thì ở đây thì như của tôi là gì? Program file, MySQL này, SQL Server này đúng không? Đấy, sau đó đi 2012 và trong data. Bây giờ tôi mở ra nhé. Mọi người có thể mở ra cái thư mục của mình. Đây. Tôi đi vào tôi sẽ tìm. Thì nếu mà mặc định nó sẽ ở trong đấy. Mọi người nhìn này. Đây. Nhìn nhá, xem là cái đây, có phải là rõ ràng là cái thư mục của chúng ta, hai cái database của chúng ta tạo ra được lưu trữ trên máy tính này đúng không? Sợ từ tên cho dễ. Đây, em nhìn thấy chưa? Đồng ý không? Và rõ ràng là từ trong này đã có thông tin rồi. Thông tin là thông tin của lớp mình đúng không mọi người? Nhưng mà với người dùng thì người ta sẽ không biết cái gì cả và người ta cũng không thể xem thông tin giống như file Word hay file Excel mọi người. Vẫn nào? Đồng ý không? Vì thông tin nó được trừu tượng hóa, tức là bị che lấp đi và chỉ những người chuyên môn mới biết được và vận hành và nhìn thấy là à đây trong này nó có thông tin, đồng ý không mọi người? Đấy, thì đấy là cái thứ hai về cái việc là được lưu trữ trên máy tính nhé. Mình mở ra được hết không? Được nhiều người sử dụng. Thì các bạn có thể đọc thêm trong cái slide mà tôi chuyển cho các bạn đấy, hoặc là gì ở đây cái khái niệm về cái việc được người sử dụng. Tại sao? Tại vì sau này khi mọi người triển khai về database đấy, thì nếu mà chỉ có việc là lưu trữ thì có thể là dùng Excel nhàn hơn, nhanh hơn đúng không? Nhưng vấn đề đặt ra là gì? Việc chúng ta tổ chức và sau này chúng ta cần là gì? Lưu trữ rất là nhiều. Và thậm chí là gì? Có rượu sau này được khoảng là gì? 15 năm, 20 năm chúng ta tìm lại. Thì khi mà lưu trữ database chúng ta chỉ cần một cú kích chuột thôi, đúng không? Hoặc là kết hợp với phần mềm chúng ta chỉ cần nhấn nhấn nút một cái là có thể ra được thông tin đấy ngay. Của bà Trần Thị Thúy 20 năm sau vẫn thấy, chỉ cần làm rất nhanh. Đó thì đấy là cái lợi ích của cái việc là chúng ta lưu trữ database. Bên cạnh đó là gì, nó sẽ tổ chức để cho nhiều người sử dụng. Excel thì nhanh rồi nhưng vấn đề bây giờ nhiều người tương tác, nhiều người sử dụng cùng một lúc thì không được đúng không, nhưng với database nó làm được việc đó. Em hình dung chưa? Thì đấy là cái yếu tố thứ ba nhé. Cái thứ tư đấy là gì, tổ chức theo mô hình đấy. Thì bây giờ để giải thích cái việc là tổ chức theo mô hình, tức là nhà, tức là các bạn trong cơ sở dữ liệu
thể biểu diễn quan hệ với nhau, người yêu nhỉ. Đấy thì đấy là cái ý nghĩa. Thì để làm việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích nhé. Ví dụ một khoa có thể có nhiều sinh viên, đúng mọi người, một sinh viên chỉ thuộc một khoa, đúng không? Thì trong cái database người ta gọi cái quan hệ này gọi là quan hệ một nhiều, quan hệ một nhiều, quan hệ một nhiều tức là một thông tin khoa có thể có nhiều sinh viên, đồng ý chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử biểu diễn cái thông tin, tạo ra một bảng mới là bảng chuyên khoa, và chúng ta có một cái bảng sinh viên vừa rồi để chúng ta tạo ra quan hệ xem là gì, nó có quan hệ với nhau như thế nào mà người ta gọi là quan hệ một nhiều. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục, các bạn chuột phải vào cái bảng này, sau new table, đồng ý không? Được chưa mọi người nhỉ? Sau đó thì khi được rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một cái trường gọi là mã khoa. Mã khoa của chúng ta ở đây chúng ta sẽ dùng kiểu tra và tối đa là 5 ký tự, và chúng ta sẽ dùng tên khoa Novacha. Đấy thì đây là hai trường cơ, trường chính. Sau này mọi người muốn quản lý thông tin như là thì điện thoại của khoa, địa chỉ, website vân vân đều được hết, bằng cách là thêm một trường mới thôi. Người đồng ý không? Thì sau khi tạo ra hai trường này chúng ta sẽ chuột phải vào cái mã khoa. Thì chúng ta thiết lập cái thông tin khoa chính là mã khoa. Đồng ý chưa? Thì cái khái niệm khóa chính thì đến hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút. Đấy là gì? Khóa chính. Để tí chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là khóa phụ nữa. Khóa chính nhá là thông tin duy nhất để phân biệt dòng này với dòng khác trong một bảng của cơ sở dữ liệu. Mọi người đồng ý không? Duy nhất nhé. Nó giống như số chứng minh thư của bạn đấy. Căn cứ vào số chứng minh thư tôi có thể biết đây là Thúy hay là gì, Phương Thúy. Đồng ý chưa? Trần Thúy, Phương Thúy. Rõ ràng là hai tên, nếu mà chỉ đọc của Thúy thì có thể ở đây có hai người rồi. Nhưng mà chứng minh thư chắc chắn là duy nhất. Thì đấy là cái ý nghĩa của việc khóa chính. Sau đó khi mà anh chọn khóa chính rồi, các bạn xem lại. Được chưa? Thì xem lại chúng ta sẽ có một cái thông tin. Chúng ta đây đặt là gì, chuyên khoa, đúng nhá. Và sau khi đặt xong rồi các bạn nhìn thấy là gì, chúng ta có một cái bảng thứ hai, đấy là bảng chuyên khoa, em nhìn thấy chưa? Sau khi tạo ra được bảng chuyên khoa rồi, người tạo được hết chưa, chúng ta sẽ lại gì, mở ở cái chế độ là nhập thông tin exit top 200, đúng không em? Và chúng ta exit top. Sau đó chúng ta nhập một số thông tin như sau: công nghệ thông tin, công nghệ thông tin đó, và tôi có điện tử chẳng hạn, điện tử. Tôi có kinh doanh, tôi nhập một số khoa thôi, và tôi có kế toán đó. Như vậy là tôi vừa tạo ra một cái bảng chuyên khoa và với bốn cái thông tin đầu vào. Sau này chúng ta có thể nhiều khoa hơn, đồng ý không? Thì đấy là cái ý nghĩa mà tạo ra một cái bảng mới và mới cái thông tin như trên bảng. Sau khi được rồi nhé mọi người nhé, thì chúng ta sẽ bây giờ có phải mọi người đồng ý với tôi là gì? Nếu mà để nhảy thì tôi không biết là cái thông tin như là gì, Nguyễn Thùy hay là Thùy Dương, bạn ấy thuộc khoa nào, đúng không? Học chuyên ngành nào? Mà đồng ý với tôi không các bạn? Thì bây giờ để biết được cái thông tin là ai thuộc khoa nào thì tôi sẽ thêm một cái thông tin mã khoa đấy, đúng không mọi người? Sau đó tôi biểu diễn cái quan hệ giữa cái bảng sinh viên và bảng khoa, đúng không mọi người? Đấy là ý tưởng, đúng không? Và để làm việc đấy thì chúng ta sẽ tắt cái bảng sinh viên đi nhé mọi người nhé. Các bạn sẽ chuột phải tôi vào cái sinh viên này, sau kích ở chế độ đi ra, kích chưa? Chuột phải vào cái bảng sinh viên, tích vào design. Ok không em?
Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục như sau. Chúng ta thêm một cái thông tin là gì? Chuyên khoa ID. Thì cái chuyên khoa ID này, tí nữa chúng ta sẽ biểu diễn cái thông tin này, nó sẽ tham chiếu đến cái mã khoa ở cái bảng khoa. Mọi đồng ý không? Thì cái khái niệm như này, người ta gọi là gì? Trong cơ sở hiệu, người ta gọi cái trường thông tin chuyên khoa ID này gọi là gì? Khóa ngoại. Khóa ngoại hay là foreign key. Đấy, thì ý nghĩa của khóa ngoại như sau. Ngoài tạo được cái này chưa? Sau tôi giải thích nhé. Là thông tin tham chiếu đến một khóa chính ở bảng khác, đúng không? Khóa ngoại là thông tin tham chiếu đến một khóa chính ở bảng khác, đúng không? Và khi sử dụng khóa ngoại thì cần chú ý như sau. Tên khóa ngoại có thể đặt giống hoặc khác khóa chính, đúng chưa mọi người? Nhưng kiểu dĩa này, độ lớn, độ dài khóa ngoại phải giống khóa chính, giống nha, giống y hệt. Thì đấy là cái mà khi mà sử dụng khóa ngoại các bạn chú ý như vậy. Mọi đồng ý không? Vậy thì sau khi các bạn nhập cái thông tin này thì đặt cho tôi một cái tên là chuyên khoa ID và cái kiểu tra 5 ký tự, các bạn xếp lại cho tôi, đồng ý không? Xếp lại thì tắt đi nhé, tắt cái bảng này đi, nhớ phải tắt đi. Ai mà mở cái bảng sinh viên trước đấy rồi thì tắt đi. Sau đó nhìn này, chuột phải và exit mở lại thì mới nhìn thấy được cái gì, cái cột chuyên khoa nó đang rỗng. Nhìn thấy không mọi người? Nếu bạn nhìn thấy được cái chuyên khoa ID đang rỗng như này là ok. Nhưng chúng ta cũng chưa nhập thông tin đúng không mọi người? Được chưa nhỉ? Được hết chưa? Em xem đi. À bạn nào mà tức là mọi người để ý này, nếu mà mới cài đấy, nó sẽ báo là các bạn phải xóa đi, tạo lại đúng không? Thì nhìn nhé, vào tool này, vào option. Nếu ai bị là tức là không xếp được đấy thì kích vào design này, bỏ cái từ này đi, saving này, trên cứ bỏ cái xóa này đi là ok. Vào tool option, sau kích vào designer, bỏ này đi, tức là khi đó thì nó sẽ không yêu cầu mọi người là gì phải xóa đi tạo lại thì mới ok nữa, đồng ý không? Nếu mà khi mọi người xếp lại cái bảng ấy, nó báo mà bạn cần phải xóa đi để tạo lại thì bỏ cái dấu tích này ra, giống như trên bảng tôi đang làm đấy, là ok. Lúc đầu của mọi người sẽ nghe đúng không mọi người? Lúc đầu sẽ nghe, bây giờ bỏ ra xong ấn ok là được. À, bây giờ để tạo quan hệ giữa hai bảng nha. Các bạn nhìn thấy tôi chưa nhập thông tin nha. Tạo quan hệ, các bạn nhìn thấy cái diagram chưa? Database diagram chưa? Nhìn cái mục này chưa? Thì chuột phải cho tôi. Chuột phải này. Được nhìn thấy không? Chuột phải này. Chuột phải. New diagram. Ok không? Thì nó ra giao diện nhỉ, và các bạn chọn các bảng mà cần đưa vào để tạo quan hệ. Đấy, thì hai cái bảng này nó chưa biểu diễn quan hệ với nhau nhé, đúng không mọi người? Nhìn bằng mắt thường này, đồng ý chưa, đúng không, đúng chưa nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn quan hệ như sau. Thì em nhìn này, chúng ta vừa nói với nhau là gì? Khóa ngoại chính là gì? Là một cái thông tin tham chiếu đến một cái trường khóa chính ở bảng khác, đồng ý không? Thì mọi người tạo ra được hai cái bảng này chưa các em? Thì nhìn này, chọn cho tôi cái trường thì cái cột chuyên khoa đi, chọn chưa? Các bạn cứ chọn vào đi,
Chọn chưa? Sau khi chọn này, nhìn cầm chuột nhé. Cầm chuột trái. Em nhìn này. Cầm chuột trái này. Kéo sang, thả đúng vào cái trường mà nó tham chiếu. Đồng ý không? Đấy. Thì khi đó nó mở ra cửa sổ, ấn OK. Ấn OK. Thì đây. Thì cái quan hệ này là quan hệ gọi là gì? Quan hệ một nhiều. Tức là một khoa. Một biểu tượng khóa cái dấu vô cực này, đúng không? Thì biểu tượng là nhiều, tức là một nhiều. Các bạn chỉ cầm cái gì, cầm cái thông tin là chuyên khoa ID này, kéo trỏ vào đúng cái mã khoa để tạo ra được cái quan hệ này. OK. Sau khi tạo được rồi thì muốn lưu lại thì ấn save, để lần sau chúng ta có thể mở ra như là quản lý sinh viên chẳng hạn. Đồng ý không? Chúng ta nhấn yes. Thì nếu sau này, sau khi tôi lưu vào rồi đúng không mọi người, tôi cất đi này, thì các thấy đây, nhìn thấy diagram chưa các bạn? Nó là một cái lược đồ để biểu diễn cái quan hệ giữa các bảng với nhau đấy, mọi người đồng ý không? Thì em kích vào mở ra thì nhìn được hình nhỉ, nhìn thấy không? Mọi người nhớ là kéo đúng nha. Kéo đúng cho là xếp lại là OK. Để ý nhá, tí nữa chúng ta tạo ra được cái quan hệ này rồi đúng không mọi người? Chúng ta nhập thông tin thì nó sẽ tham chiếu. Nghe giải thích này. Sau khi mà tạo được quan hệ này rồi, tí chúng ta nhập thông tin nó sẽ tham chiếu. Tức là nếu trong trường hợp mà các bạn nhập cái chuyên khoa ID ấy, trong bảng chuyên khoa này, à trong bảng sinh viên này em này. Nhìn nhá, sau khi tạo quan hệ rồi đúng không? Nếu mà tôi nhập công nghệ thông tin thì không vấn đề gì xảy ra, tại vì nó có một cái mã như vậy, mọi người đồng ý không? Nhưng tôi nhập công nghệ thông tin một này, nó sẽ báo lỗi. Tại sao? Nó báo là gì? Không có thông tin nào tồn tại trong cái bảng chuyên khoa có mã là công nghệ thông tin một. Đấy, thì cái việc mà biểu diễn như vậy này là bảo cái gì? Tính chặt chẽ của dữ liệu, mọi người hình dung không nhỉ? Thì đây là cái mà chú ý nhé. Nhập sai đương nhiên không có, không nhập được. Nhưng mà điện tử có, OK. Điện tử có. Kinh tế có. Kế toán này. Kinh doanh có. Điện tử chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Mọi đồng ý không? Thì cứ nếu mà có một, nó tham chiếu đến cái mã khoa ở trong bảng khoa, cứ có cái mã khoa đấy tồn tại là OK. Còn không thì không nhập được anh em nhé. Đồng ý nhá. Thì đấy là tức là trong quá trình mà khi mà người ta sẽ luôn tạo quan hệ xong người ta biểu diễn để đảm bảo cái tính chặt chẽ của thông tin, đúng chưa? Nếu không có thì không tham chiếu được. Các bạn có hình dung nhỉ? Mọi người nhớ nhá. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ phải tạo quan hệ, sau đó thì chúng ta mở lại cái bảng sinh viên, tắt cái bảng sinh viên đi nhá, sau mở lại nhìn thấy cột thì nhập thông tin như trên bảng. Nhập thì các bạn có thể nhập thông tin giống của tôi hoặc là của khác được, miễn là sao là nó cùng cái mã là được. Mã đấy trong bảng chuyên khoa có là OK. Mọi người này, khi nếu tạo ra bảng mới mà chưa nhìn thấy đây thì chọn cái database này, em nhìn nhá, và kích vào nút refresh này hoặc là F5 thì nó sẽ nhìn thấy. Khi tạo ra được cái thông tin này rồi thì mọi người sẽ tạo thêm cho tôi các bảng như sau. Đầu tiên thứ nhất là tạo bảng gì, phòng học này, môn học, phòng học để sẽ lưu thông tin là cái nơi mà các lớp có thể học đúng không? Môn học chính là các môn học như là môn về toán cao cấp này đúng không, triết học này, đồng ý chưa, tiếng Anh này, lập trình này, cơ sở hiệu vân vân. Đấy, thì đấy là cái môn học. Và điểm thi, điểm thi em nhìn thấy là tức ở đây em sẽ gì, sử dụng cái thông tin sau khi em tạo ra bảng điểm thi này thì em sẽ kết hợp hai thông tin là gì, sinh viên và môn học, kết hợp vào khóa chính nhé, đồng ý không mọi người? Các bạn sẽ lấy hai cái thông tin là sinh viên ID và môn học ID kết hợp vào khóa chính. Vì là sinh viên thì có thể học nhiều môn đúng không mọi người, môn học có thể có nhiều sinh viên học đúng không, thì hai cái quan hệ giữa bảng sinh viên và bảng môn học này là quan hệ nhiều nhiều. Thì trong thực tế khi thiết kế người ta tách ra thành một bảng trung gian, bảng trung gian này chính là bảng điểm thi, và bảng điểm thi này sẽ gì, lấy hai cái thông tin là khóa chính sinh viên và môn học ID để kết hợp vào cùng làm khóa chính, hình dung không nhỉ? Kết hợp một khóa chính.
Đấy. Tiếp tục nha. Bạn nào nếu mà chưa ok thì có thể tham khảo theo cách tôi làm. Thì cái tiếp theo đấy là chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng, gọi là bảng môn học, đồng ý không nhỉ? New table. Chúng ta có mã môn học. Năm ký tự. Chúng ta có tên môn học. R3CHA 50 đúng không? Chúng ta có số đơn vị học trình. In đúng không? Và các bạn sẽ thiết lập cái mã môn học của khóa chính và xếp lại là đi. Được chưa mọi người? Sau đó thì có môn học rồi thì các bạn sẽ tạo cho tôi một cái bảng tiếp theo, đấy là bảng phòng học, mã phòng, cũng vẫn kiểm tra, đăng ký tự, tên phòng, N350 và thiết lập cái mã phòng này làm kiểu quá trình, xếp lại. Đồng ý không? Đấy. Chúng ta sẽ thêm một bảng nữa là bảng điểm thi, thì chúng ta sẽ có gì, sinh viên ID, kiểm tra 5 ký tự, môn học ID, kiểm tra 5 ký tự đó, và chúng ta có điểm để dạng float thêm nhé. Chúng ta có phòng học ID. Người có làm giống như của tôi không? Đấy, sau để kết hợp hai cái từ khóa chính thì em nhìn này, giữ phím control em nhé mọi người, giữ phím control đó, sau chuột phải set formatting thì chúng ta sẽ là gì, là điểm thi. Được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhập thông tin nhé. Thì chúng ta sẽ mở cái bảng, đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải mở bảng phòng học. Phòng học thì ở đây tôi sẽ nhập đơn giản là thứ như tôi sẽ nhập 3 phòng này là 2.1 2.2 2.3 phòng 2.3. Đấy, em nhìn đi nhá. Chúng ta có 3 phòng như vậy. Ví dụ như vậy. Được chưa? Sau khi có thì chúng ta sẽ mở tiếp tục cái môn học. Chúng ta sẽ có là gì? Toán cao cấp. Ba đơn vị học trình. Triết học. Bốn đơn vị học trình. Tiếng Anh. Thì đấy là tôi có 2, 4, 5 môn học. Thì sau khi có phòng học, có môn học rồi thì tôi yêu cầu mọi người là gì? Dựa trên thông tin sinh viên chúng ta đã nhập, tôi yêu cầu mọi người nhập cho tôi mỗi sinh viên, tức là mỗi thông tin của các bạn trong trong cái bảng đấy, mỗi người thi 3 môn đúng không? Và không khác nhau nhé. Người thì thi toán, người thì thi triết học, người thì thi tiếng Anh, người thi lập trình, mỗi người 3 môn bằng cách là nhập điểm thi ấy. Mọi người hiểu nhỉ? Thì các bạn thử nhập cho tôi xem có biết nhập không. Trong đó thì lưu ý là gì, cái sinh viên ID với cái môn học ID là đang khóa ngoại của bảng sinh viên và bảng gì, bảng môn học ID, đồng ý không? Thì sau khi mà có thông tin môn học mới là có sinh viên, có phòng thi rồi, chúng ta sẽ mở bảng điểm thi ra đúng không? Thì chúng ta sẽ nhập sinh viên 01 này đúng không mọi người, môn học là toán cao cấp,
điểm là 7 đây này, phòng học là 2 là 1 đấy, LF cũng không là 1 trên học. Ví dụ như vậy đúng không mọi người? Đấy, thì các bạn cứ nhập như vậy thì nó sẽ ra được thông tin những cái sinh viên của môn học. Lập trình C. Thì các bạn nhìn thấy là chúng ta cứ đưa, nếu mà sinh viên nào môn học nào có điểm rồi chúng ta sẽ nhập theo kiểu như vậy, mọi đồng ý không? Hai người thi một môn vẫn ok nhé, chắc là em trùng rồi. Tức là các bạn cứ kết hợp cái thông tin là gì, sinh viên, mã sinh viên với cả điểm thi, à mã sinh viên với cả môn học, nó kết hợp là duy thông tin duy nhất là ok. Ví dụ như là sinh viên FS07 này lại thi cơ sở rượu thì nó không nghe nhé, hình như không, nó báo là trùng, đồng ý chưa mọi người? Đấy, nhưng mà nếu mà đây là thi là gì, là C này hả, thì ok vì nó hai cái này nó sẽ kết hợp, không cho thi lại. Ở đây chúng ta đang quan tâm là gì, chúng ta không thi lại, đồng ý không? Còn nếu mà thi lại thì chúng ta sẽ lại thêm kết hợp với ngày ấy. Đúng chưa? Kết hợp với ngày đây để ra là duy nhất.